Đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc với cử tri ở các xã trên địa bàn huyện. Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia tọa đàm kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Năng suất lúa vụ Chiêm Xuân năm 2018 của huyện đạt 57 tạ trên 1 hecta. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 6, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19 đã có buổi tiếp xúc với cử tri ở các xã trên địa bàn huyện. Tại công sở Ủy ban Nhân dân xã Hành Nhân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông bà Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Lê Ngọc Ngân, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân, Lê Văn Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Lê Thị Loan, Phó Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp xúc với cử tri các xã Ninh Hải, Hải Nhân và Định Hải. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đại diện lãnh đạo các ngành hữu quan của huyện. Trên tinh thần dân chủ, cử tri của ba xã đã kiến nghị tới Hội đồng Nhân dân huyện một số vấn đề như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người dân ở các xã đã thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất còn chậm. Tình trạng nghiện yếu ở thôn 1, thôn 7, thôn 9 xã Định Hải ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Bãi rác thị trấn Tĩnh Gia gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường nông thôn, gây hư hỏng đường và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Cần sớm thực hiện chế độ chính sách đối với bí thư, kiêm trưởng thôn. Sau khi thực hiện việc sáp nhập thôn, bản, tiểu khu, huyện cần quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương bê tông hóa đường giao thông nội đồng, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, ông Nguyễn Văn Dương đã tiếp thu các ý kiến của cử tri để trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Tại công sở xã Châu Dương, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, đơn vị bầu cử số 8 gồm các ông bà Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Lê Ngọc Hà, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Lê Thị Kim Hằng, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri 4 xã Châu Dương, Tân Dân, Hải An và Hải Lĩnh. Tham dự buổi tiếp xúc có ông Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy và lãnh đạo các ban, phòng cấp huyện. Tại hội nghị, trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri các xã đã kiến nghị tới tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện một số vấn đề mà đại đa số cử tri cơ sở quan tâm. Một số đoạn sông Kinh Than chưa được kè lát, bị bồi lấp, sạt lở gây ách tắc dòng chảy. Tuyến đường 8B từ trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 4 đi qua xã Triều Dương bị xuống cấp, cần được đầu tư tu sửa. Huyện cần quy hoạch khu vực chứa rác thải cho các xã phía bắc của huyện. Các hộ chăn nuôi xả chất thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm khu dân cư, cần chuyển mục đích sử dụng đất công ty nuôi tôm Đài Loan tại xã Hải Lĩnh do công ty xả nước thải gây ô nhiễm môi trường. Huyện quan tâm đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, phòng học và bổ sung thêm cơ sở vật chất cho các trường học. Cần đầu tư tu sửa, nâng cấp tuyến kênh B8 đi qua các xã Hải An, Tân Dân, Hải Lĩnh để phục vụ nhân dân tưới tiêu. Tuyến đường từ quốc lộ 1A xã Hải Lĩnh đi chùa Am Các xuống cấp cần được đầu tư tu sửa. Nhà nước có chính sách sớm đền bù cho các hộ bị rạn nứt, sụt lún trong quá trình thi công quốc lộ 1A. Ngã tư chợ Cung, xã Tân Dân thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, cần được lắp đặt đèn, biển báo hiệu. Chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn bản và cán bộ không chuyên trách thấp. Huyện quan tâm phát triển mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân.
Bưu điện các xã cần đảm nhận thêm việc chi trả tiền mai táng phí cho nhân dân. Bệnh nhân có bảo hiểm y tế được chọn nơi khám và điều trị. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đơn vị bầu cử số 8, ông Trương Bá Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã giải trình một số kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu và tổng hợp kiến nghị của cử tri để trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa 19 trong thời gian tới. Tại công sở xã Thanh Sơn, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đơn vị bầu cử số 10 gồm các ông bà Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Nguyễn Đình Thế, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tĩnh Gia, Lê Đình Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Ninh và bà Trần Thị Nga, giáo viên trường tiểu học Hải Châu đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Thanh Sơn, Thanh Thủy, Hải Ninh và Hải Châu. Tại hội nghị, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri các xã đã kiến nghị tới các ông bà, đại biểu Hội đồng nhân dân những nội dung như: đê sông Yên đoạn qua xã Thanh Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cho nông dân khi mùa mưa bão đến. Đoạn hạ lưu qua xã Hải Châu bị xói mòn vào sát chân đê, đề nghị nhà nước quan tâm. Tại khu vực xã Châu Dương có trại nuôi lợn xả thải xuống sông kênh Than gây ô nhiễm nghiêm trọng, đề nghị xử lý nghiêm. Nhà nước sớm hỗ trợ số kinh phí còn lại cho ngư dân đóng tàu có công suất 90 cv trở lên. Đề nghị sớm triển khai quy hoạch khu hậu cần nghề cá và nạo vét cửa lạch xã Hải Châu. Đề nghị huyện sớm bàn giao xí nghiệp muối lại cho xã Hải Châu. Nhà nước cần quan tâm đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở để nhân dân được nghe, theo dõi thông tin của huyện. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, ông Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã giải trình một số nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các kiến nghị để trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 6, Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia tổ chức tọa đàm kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2018. Sơ kết hoạt động truyền thanh truyền hình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Sự buổi tọa đàm có các đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lê Thế Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành hữu quan. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và 51 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Theo đó, cùng với sự phát triển của báo chí phát thanh truyền hình cả nước, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, ngày 19 tháng 5 năm 1967, Đài Truyền thanh Tĩnh Gia, nay là Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, được thành lập tại thôn Thượng Mục, nay là thôn Thượng Nam, xã Hải Nhân, với chức năng là thực hiện tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền thanh Thanh Hóa, nay là Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, và làm chương trình địa phương bằng phương thức đọc thẳng, thông tin tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh hữu tuyến. Trải qua 51 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, được sự quan tâm tạo điều kiện của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực cố gắng chung sức đồng lòng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của đài qua các thời kỳ, đến nay đài đã bước phát triển vượt bậc. Cơ sở vật chất khang trang, nhiều thiết bị được nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành. Từ buổi ban đầu thành lập chỉ làm truyền thanh, đến nay, đài đã truyền tải thông tin tuyên truyền bằng cả 3 thể loại là truyền thanh, truyền hình và trên trang thông tin điện tử đã được cấp phép tại địa chỉ tinhgia.vn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, đài đã sản xuất được gần 120 chương trình phát thanh và truyền hình với 98 giờ phát sóng, truyền thanh trực tiếp 5 sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, huyện, phục vụ kịp thời việc chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện và phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời thực hiện tốt việc cộng tác tin bài với đài tỉnh, báo Thanh Hóa, báo Văn Hóa và Đời Sống. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 28 tin bài được đăng tải, phát sóng trên báo Thanh Hóa, báo Văn Hóa và Đời Sống Thanh Hóa, đài phát thanh truyền hình tỉnh, qua đó đã góp phần tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện. Phóng viên của đài đã tích cực tham gia các cuộc thi do tỉnh, huyện tổ chức, đạt giải nhì cuộc thi tìm hiểu công tác dân vận và xây dựng quy chế dân chủ do Huyện ủy Tĩnh Gia tổ chức, đạt giải báo chí Trần Mai Ninh, tỉnh Thanh Hóa năm 2018, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Thế Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, hiện nay huyện Tĩnh Gia đang trên bước đường công nghiệp hóa, đô thị hóa, xây dựng Tĩnh Gia trở thành thị xã vào năm 2019. Nhiệm vụ đặt ra cho huyện trong thời gian tới là hết sức quan trọng. Vì vậy, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của đài cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần vào sự phát triển chung của huyện nhà. Thưa quý vị và các bạn, vụ chiêm xuân năm 2018, toàn huyện đưa vào gieo cấy với tổng diện tích là 4.665 hectare cây lúa, bằng 111% kế hoạch. Trên từng đồng đất, Ủy ban nhân dân huyện, mà trực tiếp là Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, đã chỉ đạo các xã định hướng về cơ cấu giống lúa phù hợp như Thái Xuyên 111, Nhị Ưu 2308, Khang Dân, C23. Với sự chủ động về nguồn nước, sa mạ đúng khởi vụ, xử lý sâu bệnh, chăm sóc tốt, đặc biệt là thời tiết thuận lợi, nên vụ chiêm xuân này năng suất cây lúa ước đạt 57 tạ trên 1 hectare, bằng 104% kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ. Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ diện tích cây lúa đã được bà con nông dân thu hoạch xong và đang khẩn trương làm đất cho vụ hè thu. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện phát hiện 46 trường hợp vi phạm, trong đó tạm giữ giấy tờ xe mô tô 38 trường hợp, giấy tờ xe ô tô 1 trường hợp, giấy tờ xe điện 7 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2 tháng 3 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính 32 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước số tiền 9.500.000 đồng. Các lỗi vi phạm khi người dân tham gia giao thông thường xuyên vi phạm là do điều khiển xe chạy ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1A, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ, xe không có gương chiếu hậu. Trong thời gian này, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ va chạm tai nạn giao thông nào. Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 trường Trung học cơ sở Lương Trí năm học 2018-2019. 1. Đối tượng dự tuyển: học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được khen thưởng về học tập và rèn luyện trên địa bàn huyện. 2. Hồ sơ dự tuyển: A. Đơn xin dự tuyển vào trường Trung học cơ sở Lương Trí theo mẫu. B. Bản chính học bạ tiểu học. C. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. D. Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú. E. Kết quả giao lưu câu lạc bộ cấp tiểu học, bản sao giấy chứng nhận khen thưởng nếu có. 3. Phương thức tuyển sinh: kết hợp xét học bạ và kết quả kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Cụ thể, học sinh được kiểm tra đánh giá năng lực môn toán và tiếng Việt. Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm bài kiểm tra đánh giá năng lực môn toán, tiếng Việt. Nguyên tắc xét tuyển chỉ xét tuyển đối với những học sinh làm được bài kiểm tra đánh giá năng lực và không vi phạm quy chế kiểm tra. Xét tuyển, hội đồng tuyển sinh căn cứ vào kết quả kiểm tra đánh giá năng lực để tuyển vào trường theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp học sinh có điểm kiểm tra đánh giá năng lực bằng nhau trong danh sách kế cận xét theo thứ tự ưu tiên như sau: học sinh đạt giải giao lưu câu lạc bộ toán, tiếng Việt, tiếng Anh lớp 5 cấp huyện năm 2017-2018 theo thứ tự nhất, nhì, ba khuyến khích; học sinh có tổng điểm toán, tiếng Việt 3 năm từ lớp 3 đến lớp 5 cao hơn; học sinh có nhiều giải thưởng khác từ cấp huyện trở lên. 4. Chỉ tiêu xét tuyển 2 lớp. 5. Lịch nộp hồ sơ và thời gian xét tuyển. Nộp hồ sơ từ ngày 21 tháng 6 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 tại trường Trung học cơ sở Lương Trí. Buổi sáng từ 7:30 đến 10:30, buổi chiều từ 14:30 đến 16:30. Ngày 1 tháng 7 năm 2018, thí sinh xem số báo danh, phòng thi, lịch thi tại trường Trung học cơ sở Lương Trí. Ngày 2 tháng 7 năm 2018, học sinh làm bài kiểm tra đánh giá năng lực môn toán và tiếng Việt trường Trung học cơ sở thị trấn theo lịch sau: buổi sáng môn toán, buổi chiều môn tiếng Việt. Thời gian xét tuyển
từ ngày 4 tháng 7 năm 2018 đến ngày 9 tháng 7 năm 2018. 16 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2018, công bố danh sách học sinh trúng tuyển. Ký thay Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Hồ Đoan Trang. Điện lực Tĩnh Gia thông báo dự kiến tạm ngừng cấp điện như sau. Tên lộ đường dây cắt điện đường dây lộ 371E9.8, ngày giờ cắt điện từ 4 giờ đến 6 giờ và từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 28-29 tháng 6 năm 2018. Khu vực mất điện, các xã thuộc huyện Nông Cống, Trường Trung, Trường Giang, Trường Sơn, Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn. Các xã thuộc huyện Tĩnh Gia, Chiêu Dương, Thanh Sơn, Ngọc Lĩnh, Hải An, Các Sơn, Hùng Sơn, Anh Sơn, Hải Lĩnh, Ninh Hải. Lý do cắt điện, tách đấu cùng nhánh rẽ Thường Trung, đấu nối TBA7 Hải Lĩnh, công ty Quang Thịnh. 2. Tên lộ đường dây cắt điện toàn bộ đường dây 35 kV, nhánh rẽ bơm Trường Trung. Ngày giờ cắt điện, từ 4 giờ đến 18 giờ, ngày 28-29 tháng 6 năm 2018. Khu vực mất điện, bơm Trường Trung, xã Trường Trung, trạm biến áp 1, số 2, số 4. Lý do cắt điện, sửa chữa lớn đường dây. 3. Tên lộ đường dây cắt điện toàn bộ đường dây 10 kV, lộ 972 trung gian Chiêu Dương. Ngày giờ cắt điện, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018. Khu vực mất điện, các xã Ngọc Lĩnh, Hải An, Tân Dân, Hải Lĩnh. Lý do cắt điện, cắt đóng cầu giao phân đoạn 972/7/3. 4. Tên lộ đường dây cắt điện toàn bộ đường dây 10 kV sau cầu giao phân đoạn 972/7/3 Hải Lĩnh, lộ 972 trung gian Chiêu Dương. Ngày giờ cắt điện, từ 5 giờ đến 17 giờ 30, ngày 28 tháng 6 năm 2018, khu vực mất điện, xã Hải Lĩnh. Lý do cắt điện, xử lý vi phạm khoảng cách pha đất và vi phạm hành lang an toàn. 5. Tên lộ đường dây cắt điện toàn bộ đường dây 10 kV, lộ 974 trung gian Chiêu Dương. Ngày giờ cắt điện, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2018. Khu vực mất điện, các xã Chiêu Dương, Hải Châu, Hải Ninh. Lý do cắt điện, đóng cắt cầu giao phân đoạn 974/7/01 Hải Châu. 6. Tên lộ đường dây cắt điện toàn bộ đường dây 10 kV sau cầu giao phân đoạn 974/7/01 Hải Châu, lộ 974 trung gian Chiêu Dương. Ngày giờ cắt điện, từ 5 giờ đến 17 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2018. Khu vực mất điện, xã Hải Châu, Hải Ninh. Lý do cắt điện, xử lý vi phạm khoảng cách pha đất và vi phạm hành lang an toàn. 7. Tên lộ đường dây cắt điện đường dây 373E9.13. Ngày giờ cắt điện, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút và từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018. Khu vực mất điện, xã Tân Trường. Lý do cắt điện, tách đấu cầu giao phân đoạn 373/7/01 Tân Trường. 8. Tên lộ đường dây cắt điện toàn bộ đường dây 35 kV, lộ 373E9.13 sau cầu giao phân đoạn 373/7/01-1. Ngày giờ cắt điện, từ 6 giờ đến 17 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018, khu vực mất điện, nhà máy Tuyên Trường Lâm, công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn. Lý do cắt điện, xử lý vi phạm khoảng cách pha đất, khoảng cột 14-15. 9. Tên lộ đường dây cắt điện đường dây 479E9.13, ngày giờ cắt điện từ 5 giờ đến 6 giờ và từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018, khu vực mất điện, xã Hải Thượng. Lý do cắt điện, tách đấu cung đường dây 22 kV, nhánh rẽ Ferrochrome. 10. Tên lộ đường dây cắt điện đường dây 22 kV, nhánh rẽ Ferrochrome, lộ 479E9.13. Ngày giờ cắt điện, từ 5 giờ đến 17 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018,
khu vực mất điện, công ty trách nhiệm hữu hạn Ferrochrome Thanh Hóa. Lý do cắt điện, đảm bảo an toàn phục vụ giải phóng mặt bằng đường Đông Tây 4. Giám đốc đã ký Hoàng Hải. Nagagon là dòng sản phẩm tiên phong, ứng dụng công nghệ mới nhằm đem đến cho người tiêu dùng các sản phẩm chất lượng cao, công nghệ hiện đại, tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Máy lọc nước Nagagon là sản phẩm đạt tiêu chuẩn về nước uống trực tiếp do Tổng cục Đo lường Chất lượng cấp ngày 18 tháng 12 năm 2017. Máy lọc nước Nagagon sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng về nước uống trực tiếp. Máy lọc nước Nagagon có các ưu điểm vượt trội như chức năng Smart, thông minh, lọc tinh khiết, bổ sung khoáng chất hydrogen cộng, chức năng Eco, tiết kiệm, không cần điện, không có nước thải, giữ nguyên khoáng chất tự nhiên. Chức năng Combo là sự kết hợp hài hòa với chức năng đun sôi trực tiếp nhằm cung cấp nước để pha trà, pha cà phê và pha sữa. Đặc biệt hơn, sẽ mang đến cho người sử dụng nguồn nước ấm lý tưởng cho những ngày đông lạnh giá. Máy lọc nước Nagagon với thiết kế mặt kính 3D tràn viền, hiệu ứng của dải thiên hà luôn đem đến cho căn phòng sự sang trọng cần thiết. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Nagagon dành nhiều ưu đãi cho khách hàng bằng bộ quà tặng trị giá 1 triệu đồng cùng cơ hội may mắn sở hữu các chuyến du lịch Nhật Bản. Nagagon bảo vệ người tiêu dùng bằng chất lượng và giá thành. Máy làm mát Nagagon là sản phẩm phá tan nắng nóng trong những ngày hè. Máy làm mát Nagagon với công suất lớn, giải cánh rộng cho lượng gió lớn, sử dụng được cho phòng có diện tích từ 20 đến 50 m2. Khay đá phía trên có thể chứa được cả đá khô và đá viên, giúp khí lạnh đi xuống tấm làm mát một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khay chứa nước lớn, chứa được nhiều nước, hạn chế việc tiếp nước thường xuyên. Motor lõi đồng giúp động cơ có độ bền cao. Bằng việc tính toán chính xác đến từng chi tiết đã tạo ra sản phẩm có độ ồn nhỏ nhất, mang lại cho người dùng giấc ngủ sâu trong không khí mát mẻ. Mua máy làm mát Nagagon nhận quà trị giá 1 triệu đồng cùng cơ hội may mắn sở hữu chuyến du lịch Nhật Bản. Nagagon bảo vệ người tiêu dùng bằng chất lượng và giá thành. Mua máy làm mát Nagagon nhận quà trị giá 1 triệu đồng cùng cơ hội may mắn sở hữu chuyến du lịch Nhật Bản. Nagagon bảo vệ người tiêu dùng bằng chất lượng và giá thành. Thông tin chi tiết, vui lòng xin liên hệ đại lý Thảo Hiền, địa chỉ số nhà 127, Đào Duy Từ, tiểu khu 5, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, đối diện công an huyện. Điện thoại 0977 175 508. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Anh kính chào quý khách. Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm, hết Honda Đức Anh 1. Địa chỉ tiểu khu 3, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia thông báo. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2018, đến cửa hàng mua xe, quý khách sẽ được tặng một phiếu giảm giá 200.000 đồng, một bảo hiểm đi đường, một bộ ép trang trí biển số. Khi mua xe số, sẽ được tặng ngay một gác bảo vệ theo xe. Khi mua xe Winner, sẽ được giảm ngay 5 triệu đồng. Khi mua xe Blade, tặng ngay cho mỗi xe 2 chai dầu Honda chính hiệu và một mũ bảo hiểm chính hãng Honda. Giảm giá tất cả các bình ắc quy chính hiệu Honda 20%. Khách hàng bảo dưỡng toàn phần giảm giá 50% tiền công bảo dưỡng, sửa chữa. Rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách. Công ty cổ phần Super Food Fat và Hóa chất Lâm Thao, đơn vị 3 lần anh hùng, huân chương Hồ Chí Minh, là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón có sản lượng lớn nhất Việt Nam. Hơn 55 năm qua, công ty cổ phần Super Food Fat và Hóa chất Lâm Thao không ngừng nghiên cứu cải tiến và đổi mới sản phẩm phân bón Lâm Thao để nâng cao hiệu quả sử dụng, giúp bà con nông dân làm nên những mùa vàng bội thu. Ngoài các sản phẩm phân bón truyền thống của công ty như Superlân, Lân Nung Chảy, NPK Bón Lót và Bón Thúc, từ tháng 10 năm 2017, công ty cổ phần Super Food Fat và Hóa chất Lâm Thao sản xuất và đưa ra thị trường 4 loại sản phẩm phân bón NPK hàm lượng dinh dưỡng cao 16, 16, 8, 16, 8, 16, 16, 8, 8 và 13, 13, 13 nhằm đa dạng hóa sản phẩm phân bón phù hợp với các loại cây trồng đáp ứng nhu cầu sử dụng phân bón của người tiêu dùng trên cả nước. Mong được bà con nông dân đón nhận và sử dụng. Phân bón Lâm Thao, bạn đồng hành của nhà nông. Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Sao con? Có quảng cáo nè mẹ! Quảng cáo gì vậy con? Quảng cáo bánh Aron Costa. Mình cùng nghe nhé mẹ. Được rồi. Costas, Costas, bí mật bên trong. Costas.
ngon miệng, kem trứng, chọn dinh dưỡng. Goose Pass. Dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng. Goose Pass thật ngon. Chọn dinh dưỡng. Goose Pass chọn dinh dưỡng. Audio Goose Pass. Con có muốn ăn bánh custard không? Dạ, con muốn ăn. Con muốn kem sữa hay kem trứng? Con thích cả hai. Vậy chúng ta cùng đi mua custard nhé. Oh yeah. Custard chọn dinh dưỡng. Audio Custard. Trung tâm điện máy Bách Trà ủy quyền của tập đoàn Kangaroo tại tỉnh gia Thanh Hóa. Trung tâm điện máy Bách Trà, niềm tin của mọi nhà. Trung tâm điện máy Bách Trà, siêu giảm giá, siêu khuyến mại, 5 ngày vàng bán hàng không lợi nhuận. Trung tâm điện máy Bách Trà kết hợp với tập đoàn Kangaroo tổ chức chương trình tưng bừng khai trương nhận ngàn quà tặng từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018 tại quốc lộ 1A, thôn Trung Chính, Hải Hòa, tỉnh gia Thanh Hóa. Tất cả sản phẩm đều được giảm giá sốc và hàng trăm phần quà hấp dẫn khi mua các sản phẩm máy xay sinh tố, nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp từ, bếp ga, hút mùi, chảo chống dính, bộ nồi, ấm đun siêu tốc, máy lọc nước, máy làm mát không khí Kangaroo. Chương trình đổi nồi cơm điện cũ, bếp ga cũ hỏng, lấy bất kỳ sản phẩm mới. Ngoài ra đến với trung tâm điện máy Bách Gia, chúng tôi áp dụng chương trình bán hàng giờ vàng giá sốc quy mô lớn từ 17:30 đến 18:00 các ngày 19 và 24 tháng 6. Mua ấm đun siêu tốc giá chỉ 10.000 đồng, chảo chống dính giá chỉ 10.000 đồng. Đặc biệt tại trung tâm điện máy Bách Gia, chương trình bốc thăm trúng thưởng ngày 24 tháng 6 năm 2018 nhận ngay quà tặng miễn phí một giải siêu đặc biệt, một quạt phun xương cao cấp Kangaroo, một giải nhất, một quạt phun xương Kangaroo, hai giải nhì, mỗi giải một bếp ga dương kính Kangaroo, ba giải ba, mỗi giải một nồi cơm điện 1,8 lít, năm giải khuyến khích, mỗi giải một chảo chống dính cao cấp và rất nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Chúng tôi cam kết các phần quà được trao hết và tới tận tay người tiêu dùng với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, tận tâm vận chuyển, lắp đặt miễn phí tại nhà. Kính mời quý khách đến với trung tâm điện máy Bách Gia, quốc lộ 1A, thôn Trung Chính, Hải Hòa, tỉnh gia Thanh Hóa để tham gia chương trình nhận nhiều quà tặng hấp dẫn. Trung tâm điện máy Bách Gia, niềm tin của mọi nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, phát thanh viên Huyền Diệu, kỹ thuật sản xuất chương trình Trung Kiên, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Văn Tú, Trung Luyến viết mẫu. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.